Ôi, cả công chúa lấp lánh này. Thấy chưa, cậu thấy chưa? Ôi, có đổi màu đấy, đấy. Đấy, nhìn nó giống như kiểu hành động ấy nhở. Ôi, đẹp thế. Cậu ôi, đây là kẹo à cậu? Cậu thấy hình, cậu thấy hình đây nhá, hình công chúa này. Hình 3 người nhá. Đấy, đổi đi. Nhảy lung tung ấy. Ôi, thích thật. Hay không? Nhưng mà ăn chạy lành thành công chúa thật à cậu? Ừ, ăn chạy này, bây giờ cậu lấy ra cậu ăn thử. Mình nói về ước mơ của nhau đi. Ước mơ á? Ừ. Cậu ước mơ gì? Cậu có ước mơ gì? Tớ ước mơ bây giờ tớ sẽ có một chiếc kẹo 7 màu để tớ ăn. Không phải cậu ăn thôi. Chứ cậu chỉ thích kẹo thôi à? Kẹo 7 màu ấy, vì tớ nhiều kẹo rồi, bây giờ tớ chỉ cần đi kẹo 7 màu để ăn thôi. Mừng. Wow. Đấy, điều ước của cậu là tớ đã giúp cậu có điều ước trở thành hiện thực rồi đấy. Wow, kẹo 7 màu luôn. À, đây là kẹo 4 màu thôi. Nhưng mà thôi cũng không sao. Kẹo sắc màu. Kẹo sắc màu. Thôi cũng gọi là thấy nó đâu kẹo. Tớ biết cậu thích màu đỏ đúng không? Ăn thế này. Lần tiên tới được ăn kẹo này á. À, thế ước mơ của cậu là gì? Cậu ơi, thích rồi. Ước mơ đơn giản như thế. Ước mơ của cậu gì? Được trở thành công chúa. Công chúa à? Công chúa. Đây rồi. Gì á? Ước mơ của cậu đây. Chúc mừng cậu, đây là một hộp kẹo công chúa. Chúc mừng cậu đã trở thành một công chúa. Cậu sẽ ăn chiếc kẹo này và cậu sẽ trở thành một công chúa. Anh sẽ trở thành công chúa thật á? Ừ, đây cậu nhìn thấy không? Nó lấp lánh à. Đấy. Ôi, công chúa lấp lánh. Ôi, cả công chúa lấp lánh này. Thấy chưa, cậu thấy chưa? Ôi. Có đổi màu đấy, đấy. Đấy, nhìn nó giống như kiểu hành động ấy nhở. Ôi, đẹp thế. Ôi, đây là kẹo à cậu? Cậu thấy hình đây nhá, hình công chúa này. 3 người nhá. Đấy, đổi đi. Nhảy lung tung ấy. Ôi, thích thật. Hay không? Nhưng mà ăn chạy lành thành công chúa thật à cậu? Ừ, ăn chạy này. Bây giờ cậu lấy ra cậu ăn thử. Ừ, kẹo công chúa mà. Ôi, này, cậu nhìn này. Ôi, trượt mắt này. Đấu điện thoại nhờ, đấu cái điện thoại không? Ôi, hộp này nếu mà mình ăn xong kẹo mình vẫn để lại hộp để chơi được, để đồ được nhờ. Đúng rồi, mà nó còn có kẹo trong này ấy. Ngon không? Rất là ngon, cậu ăn không? Ăn, nào, tớ tiếp. Cậu muốn làm công chúa à? À, thôi. Tớ có kẹo, tớ có kẹo 7 màu ở đây rồi. Tớ kẹo 7 màu rồi. Cậu ơi, ăn bao nhiêu viên thì được thành công chúa? Ui, thành công chúa này, ui, thành công chúa rồi. Ui, công chúa đây. Thế đã? Ừ. Thế ăn công chúa thôi à? Ờ. Thay đi. Cẩn thận ngã ngao nhá. Rồi, giống y hệt công chúa. Thích không? Đi hơi xấu nhưng vẫn làm công chúa được. Thì chắc mình cứ vui vẻ là được. Đúng không? Chắc tí nữa tớ ăn hết hộp kẹo kia là tớ lại trở nên xinh đẹp thôi đúng không? Ừ, bây giờ mới là tinh thần công chúa rồi. Còn bây giờ ăn hết cái hộp kẹo đã, đi bán hộp kẹo tiếp đi. Đúng rồi, yeah.